Hello, xin lỗi cả mọi người đã quay lại kênh Hiệu Vũ Channel. Thì hôm nay Lương đi lắp đặt tại Bình Tân. Thì mình sẽ dùng sản phẩm ngày hôm nay, mình có ghép là con TBL MK12. Thì do nãy giờ mình mới khui thùng ra, cũng hơi ngoài cổng vô thì hơi kiểu như đùm đà, thì mình khui tại ngoài cổng cho nhà khách luôn. Mình đem lên phòng nhà khách thì hai lon đã khui xong hết cho mọi người. Thì mời mọi người theo dõi tiếng gì lắp đặt của anh em. Mình sẽ treo vị trí lo trên này, không đợi người chờ lâu. Bây giờ anh em sẽ tiến hành làm luôn. Thì ok mọi người, vừa rồi thì Lưng với anh Di cũng đã tiến hành lắp đặt xong hết rồi. Mọi người thấy mình treo lo như thế này. Và hệ thống mình đã đi dây đồng bộ hết cho mình, giấu dây cho chỉnh chỉ cho nhìn cho thẩm mỹ mọi người. Và dây này thì muốn mốt anh chị sẽ mốt làm kệ để ngay đây để chị cho nó gần xếp này luôn. Thì chúng ta tạm để dây như thế này. Hôm nay là mình sẽ lắp đặt con TBL MK12 và mình sử dụng con súc là Panamax Pro A30. Thì anh chị cũng có tăng cường thêm con súc này để cho âm thanh nó đạt được chất âm nó đầy đủ hơn. Thì bây giờ tôi sẽ tune nhạc, setup và hát thử một bài đồng nhạc cho mọi người nghe như thế nào nhé. 4 5 6 4 4 4. Thì không biết mọi người có cảm nhận như thế nào thì để lại comment phía bên dưới để cho Lương có thêm vài động lực cũng làm clip thêm cho mọi người nghe thử những dòng sản phẩm series khác. Thì xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người trong những clip tiếp theo nhé.